Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 5. Vả các vua Amorit ở bên kia sông Giô-đanh về phía tây và các vua Canaan ở gần biển vừa hay rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho nước sông Giô-đanh bày khô trước mặt dân Israel cho đến chừng đã đi qua khỏi, thì lòng họ kinh khiếp và nao sờn vì cớ dân Israel. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Hãy sắm sửa dao bằng đá lửa và làm phép cắt bì lần thứ nhì cho dân Israel. Vậy Giô-suê sắm sửa dao bằng đá lửa và làm phép cắt bì cho dân Israel tại trên gò Aralot. Này là cớ Giô-suê làm phép cắt bì cho họ. Các người nam trong dân chúng đã ra khỏi xứ Ai Cập, tức là các chiến sĩ, đều đã chết dọc đường trong đồng vắng sau khi ra khỏi xứ Ai Cập. Vả hết thảy dân chúng mà đã ra khỏi xứ Ai Cập đều có chịu phép cắt bì. Nhưng sau khi ra khỏi xứ Ai Cập, người ta không có làm phép cắt bì cho một ai trong những người sinh ra dọc đường tại nơi đồng vắng. Vì dân Israel đã đi trong đồng vắng 40 năm cho đến chừng cả dân sự đã bị chết hết, tức là những chiến sĩ đã ra khỏi xứ Ai Cập mà không vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va có thề cùng chúng rằng sẽ chẳng cho họ thấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ họ ban cho chúng ta, tức là xứ đượm sữa và mật. Và Ngài đã dấy lên con cháu của họ mà thế vào chỗ ấy, là con cháu này mà Giô-suê làm phép cắt bì cho, vì chúng nó không có chịu phép cắt bì dọc đường. Khi người ta làm phép cắt bì cho hết thảy dân sự xong rồi, thì họ ở lại chỗ mình trong trại quân cho đến chừng nào lành. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngày nay ta đã cất khỏi các ngươi sự xấu hổ của xứ Ai Cập, nên người ta gọi chỗ ấy là Ginh-ganh cho đến ngày nay. Dân Israel đóng trại tại Ginh-ganh trong đồng bằng Jericho và giữ lễ vượt qua nhằm ngày 14 tháng này vào lối chiều tối. Ngày sau lễ vượt qua, chính ngày đó, dân sự ăn thổ sản của xứ, bánh không men và hột rang. Ngày mà chúng đã ăn lúa mì của xứ thì đến sáng mai mana hết. Vậy dân Israel không có mana nữa, nhưng trong năm đó ăn những thổ sản của Canaan. Sải khi Giô-suê ở gần Jericho, ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. Giô-suê đi lại người và nói rằng: Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Người đáp: Không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất lại và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tới Chúa điều gì? Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va nói cùng Giô-suê rằng: Hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Giô-suê bèn làm như vậy. Chương 6. Vả Jericho đã đóng cửa mình cách nghiêm ngặt trước mặt dân Israel, không người nào vào ra. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Kìa, ta đã phó Jericho, vua và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Vậy hết thảy các ngươi là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận. Phải làm như vậy trong 6 ngày. 7 thầy tế lễ sẽ đi trước hòm giao ước, cầm 7 cái kèn tiếng vang. Nhưng qua ngày thứ 7, các ngươi phải đi vòng chung quanh thành 7 bận, và 7 thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. Khi những thầy tế lễ thổi kèn vang, các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân sự phải la tiếng lớn lên, thì vách thành sẽ sập xuống, rồi dân sự sẽ leo lên, mỗi người ngay trước mặt mình. Vậy Giô-suê, con trai của Nun, gọi những thầy tế lễ mà nói rằng: Hãy khiêng hòm giao ước, và 7 thầy tế lễ phải đi trước hòm của Đức Giê-hô-va, cầm 7 cái kèn tiếng vang. Người lại nói cùng dân sự rằng: Hãy đi vòng xung quanh thành, và những người cầm binh khí phải đi trước hòm của Đức Giê-hô-va. Khi Giô-suê
đã nói cùng dân sự xong rồi. Bảy thầy tế lễ cầm bảy cây kèn tiếng vang ở trước mặt Đức Giê-hô-va, vừa đi tới vừa thổi kèn, còn hòm của Đức Giê-hô-va theo sau. Các người cầm binh khí đi trước những thầy tế lễ thổi kèn, còn đạo hậu đi theo sau hòm. Người ta vừa đi vừa thổi kèn. Vả Giô-suê có truyền lệnh cho dân sự rằng: các ngươi chớ la, chớ có nghe tiếng nói mình, chớ có một lời chi ra khỏi miệng các ngươi, cho đến ngày nào ta biểu rằng hãy la lên, bây giờ các ngươi sẽ la. Hòm của Đức Giê-hô-va đi vòng chung quanh thành một bận, rồi chúng vào trại quân và ngủ đêm tại đó. Giô-suê dậy sớm và những thầy tế lễ khiêng hòm của Đức Giê-hô-va. Bảy thầy tế lễ cứ đi trước hòm của Đức Giê-hô-va, cầm bảy cây kèn tiếng vang, vừa đi vừa thổi. Những người cầm binh khí đi trước họ, còn đạo hậu đi theo sau hòm của Đức Giê-hô-va. Những thầy tế lễ vừa đi vừa thổi kèn. Ngày thứ nhì, chúng đi một vòng chung quanh thành rồi trở về trại quân. Chúng làm như vậy trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ bảy, các người đó dậy sớm, vừa tưng sáng và y như cách trước, đi chung quanh thành 7 lần. Chỉ nội ngày đó họ đi chung quanh thành 7 lần. Lần thứ bảy, những thầy tế lễ thổi kèn, thì Giô-suê nói cùng dân sự rằng hãy la lên vì Đức Giê-hô-va đã phó thành cho các ngươi. Cái thành và mọi vật ở trong sẽ bị phú dâng cho Đức Giê-hô-va như vật đáng diệt. Chỉ một mình Ra-háp là kỳ nữ với hết thảy người ở cùng nàng trong nhà sẽ được sống, vì nàng đã giấu sứ giả của chúng ta sai đến. Nhưng hãy cẩn thận về vật các ngươi phú dâng diệt đi, vì nếu khi đã phú diệt rồi, các ngươi đoạt lấy của đáng diệt đó, thì các ngươi sẽ gây cho trại quân Israel đáng bị diệt và gieo sự loạn lạc vào trong đó. Phàm bạc, vàng và hết thảy vật bằng đồng cùng bằng sắt đều sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Các vật đó sẽ nhập kho của Đức Giê-hô-va. Vậy dân sự la lên và những thầy tế lễ thổi kèn. Vừa khi dân sự nghe tiếng kèn bèn la lớn lên và vách thành liền ngã sập. Dân sự leo lên thành, mỗi người ngay trước mặt mình. Chúng lấy thành, đưa gươm qua diệt mọi vật ở trong thành, nào nam phụ lão ấu, cho đến bò, chiên và lừa. Bây giờ Giô-suê nói cùng hai người đã đi do thám sứ mà rằng: hãy vào trong nhà kỵ nữ, biểu nàng và mọi người thuộc về nàng đi ra, y như hai người đã thề cùng nàng. Vậy, hai người trai trẻ đã đi do thám sứ, bèn vào biểu Ra-háp, cha mẹ nàng, anh em và mọi vật chi thuộc về nàng đi ra. Hai người đem hết thảy gia quyến nàng ra và để ở ngoài trại quân Israel. Đoạn, chúng phóng hỏa cái thành và mọi vật ở trong, chỉ để bạc, vàng và món chi bằng đồng, bằng sắt nhập vào kho của đền Đức Giê-hô-va. Vậy, Giô-suê bảo tồn sự sống của Ra-háp là kỵ nữ, luôn nội nhà của cha nàng và mọi vật chi thuộc về nàng. Nàng ở giữa Israel cho đến ngày nay, vì nàng có dấu sứ giả mà Giô-suê đã sai do thám Jericho. Bây giờ, Giô-suê phát thề rằng: phàm ai chổi lên xây lại thành Jericho này sẽ bị rủa sả trước mặt Đức Giê-hô-va. Đặt nền nó lại, tất con trưởng nam mình phải chết. Dựng cửa nó lại, tất con út mình phải chết. Vậy, Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-suê và danh tiếng người đồn khắp trong xứ. Chương 7. Song dân Israel có phạm một tội về vật đáng diệt, vì A-can, con trai của Cạc-mi, cháu của Sáp-đi, chắc của Sê-rách về chi phái Giu-đa, có lấy vật đáng diệt, và cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng dân Israel. Ở Jericho, Giô-suê sai người đến thành A-hi gần Bết-a-ven về phía đông Bê-tên và truyền lệnh này rằng: hãy đi lên do thám sứ. Vậy, các người ấy đi lên do thám thành A-hi. Đoạn trở về cùng Giô-suê mà rằng: lấy làm vô ích đem cả dân sự đi lên đó, nhưng hãy cho chừng vài 3.000 người đi lên đó mà đánh thành A-hi. Chớ làm cho mệt nhọc cả dân chúng đi đó, vì người A-hi ít quá. Vậy, có chừng 3.000 người đi lên đó, nhưng họ chạy trốn trước mặt người A-hi. Người A-hi giết chừng 36 người, rượt theo họ từ cửa thành cho đến Shebarim,
và đánh họ lúc đi xuống dốc. Lòng dân sự bèn tan ra như nước. Giô-suê bèn xé áo mình. Rồi người và các trưởng lão Israel sắp mặt xuống đất trước hòm của Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối và vãi bụi đất trên đầu mình. Giô-suê nói: Ôi Chúa Giê-hô-va, sao Ngài đem dân này qua sông Giô-đanh đặng phó chúng tôi vào tay dân Amorít mà làm cho diệt đi? Ôi, chớ chi chúng tôi chọn phần ở lại bên kia sông Giô-đanh. Than ôi, hỡi Chúa, sau khi Israel đã xây lưng trước mặt kẻ thù nghịch mình, tôi còn nói làm sao? Dân Canaan và cả dân ở xứ này sẽ hay điều đó sẽ vây chúng tôi và diệt danh chúng tôi khỏi đất. Rồi Chúa sẽ làm sao cho danh lớn Chúa? Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Hãy đứng dậy. Sao ngươi sấp mặt xuống đất như vậy? Israel có phạm tội. Chúng nó bội nghịch giao ước ta đã truyền cho, đến nỗi dám lấy vật đáng diệt, ăn cắp vật đó làm dối trá và để trong bao mình. Bởi cớ đó, dân Israel không thể chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình, phải xây lưng trước mặt chúng nó, vì Israel đã trở nên kẻ bị rủa sả. Nếu các ngươi không cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy, thì ta không còn ở cùng các ngươi nữa. Hãy đứng dậy làm cho dân sự nên thánh và hãy nói rằng: Các ngươi khá làm cho mình nên thánh về ngày mai, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: Hỡi Israel, ngươi có vật đáng diệt tại giữa ngươi, ngươi không thấy chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình cho đến chừng nào các ngươi đã cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy. Vậy sáng mai các ngươi sẽ đi đến gần từng chi phái. Chi phái nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra sẽ đến gần từng họ hàng. Họ hàng nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra sẽ đến gần từng nhà. Nhà nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra sẽ đến gần từng người. Người nào bị chỉ ra là kẻ có của đáng diệt đó sẽ bị thiêu nơi lửa cùng các món thuộc về người, vì người đã bội giao ước của Đức Giê-hô-va và phạm sự xấu hổ trong Israel. Vậy, Giô-suê dậy sớm, biểu Israel đến gần từng chi phái, và chi phái Giu-đa bị chỉ ra. Đoạn, người biểu các họ hàng Giu-đa đến gần, và họ hàng Sê-rách bị chỉ ra. Đoạn, người biểu họ hàng Sê-rách lại gần từng gia trưởng, và Sáp-đi bị chỉ ra. Người biểu nhà Sáp-đi đến gần từng người, thì A-can, con trai của Cạc-mi, cháu của Sáp-đi, chắc của Sê-rách về chi phái Giu-đa bị chỉ ra. Giô-suê bèn nói cùng A-can rằng: Hỡi con, xin hãy tôn vinh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel và ngợi khen Ngài. Hãy thú thật cho ta điều con đã làm, chớ giấu chút nào. A-can thưa cùng Giô-suê rằng: Phải, tôi đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel và này là điều tôi đã làm. Tôi có thấy trong của cướp một cái áo choàng Shinea tốt đẹp, 200 siếc lơ bạc, và một nén vàng nặng 50 siếc lơ. Tôi tham muốn các món đó và lấy nó. Kìa, các vật ấy đã giấu dưới đất giữa trại tôi, còn bạc thì ở dưới. Giô-suê bèn sai người chạy đến trại, thấy áo choàng giấu tại đó và bạc thì ở dưới. Họ lấy các vật đó giữa trại, đem về cho Giô-suê và cho hết thảy dân Israel, rồi để trước mặt Đức Giê-hô-va. Bây giờ Giô-suê và cả Israel bắt A-can, con cháu Sê-rách, cùng lấy bạc, áo choàng, nén vàng, con trai, con gái của người, bò, lừa, chiên, trại và mọi vật chi thuộc về người mà dẫn đến trong trũng A-cô. Giô-suê nói: Sao ngươi có khuấy rối chúng ta? Đức Giê-hô-va chắc sẽ khuấy rối ngươi ngày nay. Rồi cả Israel ném đá người, họ thiêu các người ấy trong lửa và lấy đá lấp chúng nó lại. Kế ấy, chúng chất trên thây người một đống đá lớn hãy còn cho đến ngày nay. Đức Giê-hô-va bèn nguôi cơn thạnh nộ Ngài. Bởi cớ đó, người ta gọi chỗ này là A-cô cho đến ngày nay. Thi Thiên 71. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi nương náu mình nơi Ngài, chớ hề để tôi bị hổ thẹn. Xin hãy lấy công bình Chúa giải cứu tôi và làm tôi được thoát khỏi. Hãy nghiêng tai qua tôi và cứu tôi. Xin Chúa làm hòn đá dùng làm chỗ ở cho tôi, hầu cho tôi được vào đó luôn luôn.
Chúa đã ra lệnh cứu tôi, vì Chúa là hòn đá và là đồn lũy tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, xin hãy cứu tôi khỏi tay kẻ ác, khỏi tay kẻ bất nghĩa và người hung bạo. Vì Chúa Giê-hô-va ơi, Chúa là sự trông đợi tôi và là sự tin cậy tôi từ buổi thơ ấu. Tôi nương dựa trên Chúa từ lúc mới lọt lòng. Ấy là Chúa đã đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi. Tôi sẽ ngợi khen Chúa luôn luôn. Tôi như sự lạ lùng cho nhiều người, nhưng Chúa là nơi nương náu vững bền cho tôi. Hằng ngày miệng tôi đầy sự ngợi khen và sự tôn vinh Chúa. Xin Chúa chớ từ bỏ tôi trong thì già cả, cũng đừng lìa khỏi tôi khi sức tôi hao mòn. Vì những kẻ thù nghịch nói nghịch tôi, những kẻ rình rập linh hồn tôi, đồng mưu cùng nhau mà rằng, Đức Chúa Trời đã bỏ hắn, hãy đuổi theo bắt hắn vì chẳng có ai giải cứu cho. Đức Chúa Trời ơi, xin chớ đứng xa tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin mau mau đến giúp đỡ tôi. Nguyện những cừu địch linh hồn tôi bị hổ thẹn và tiêu diệt đi. Nguyện kẻ nào tìm làm hại tôi bị bao phủ sỉ nhục và nhuốc nhơ. Nhưng tôi sẽ trông cậy luôn luôn và ngợi khen Chúa càng ngày càng thêm. Hằng ngày miệng tôi sẽ thuật sự công bình và sự cứu rỗi của Chúa, vì tôi không biết số nó được. Tôi sẽ đến thuật công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va. Tôi sẽ nói về sự công bình của Chúa, chỉ nói đến sự công bình của Chúa mà thôi. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã dạy tôi từ buổi thơ ấu, cho đến bây giờ tôi đã rao truyền các công việc lạ lùng của Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, dầu khi tôi đã già và tóc bạc rồi, xin chớ bỏ tôi, cho đến chừng tôi đã truyền ra cho dòng dõi sau sức lực của Chúa và quyền thế Chúa cho mỗi người sẽ đến. Hỡi Đức Chúa Trời, sự công bình Chúa rất cao, chính Chúa đã làm công việc cả thể. Hỡi Đức Chúa Trời, ai giống như Chúa? Chúa là đấng đã cho chúng tôi thấy vô số gian truân đắng cay, sẽ làm cho chúng tôi được sống lại và đem chúng tôi lên khỏi vực sâu của đất. Chúa sẽ gia thêm sự sang trọng cho tôi, trở lại an ủi tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi cũng sẽ dùng đờn cầm mà ngợi khen Chúa, tán mỹ sự chân thật của Chúa. Hỡi Đấng Thánh của Israel, tôi sẽ dùng đờn sắt mà ca tụng Ngài. Môi và linh hồn tôi mà Chúa đã chuộc lại sẽ reo mừng khi tôi ca tụng Chúa. Cả ngày lưỡi tôi cũng sẽ nói lại sự công bình của Chúa, vì những kẻ tìm làm hại tôi đã bị mắc cỡ và hổ thẹn cả. Sách Ê-xê-chi-ên, chương 1. Năm thứ 30, ngày mùng 5 tháng 4, khi ta đang ở giữa phu tù trên bờ sông Kê-ba, các tầng trời mở ra và ta xem những sự hiện thấy của Đức Chúa Trời. Ngày mồng năm tháng ấy, bây giờ là năm thứ năm sau khi vua Jehoiakim bị bắt làm phu tù, lời của Đức Giê-hô-va được phán riêng cho thầy tế lễ Ê-xê-chi-ên, con trai Bu-si, tại trong đất người Canh-đê trên bờ sông Kê-ba. Ấy là tại đó mà tay Đức Giê-hô-va đặt trên người. Này, ta thấy có luồng gió bão đến từ phương bắc, một đám mây lớn bọc lửa giải sáng khắp tư bề. Từ giữa nó thấy như loài kim bóng nhoáng ra từ chính giữa lửa. Từ giữa nó thấy giống như bốn vật sống hình trạng như vậy, bộ giống người, mỗi con có bốn mặt và bốn cánh. Chân nó thẳng, bàn chân như bàn chân bò con đực, sáng ngời như đồng bóng nhoáng. Dưới những cánh nó, bốn bên đều có tay người, bốn con có mặt và có cánh, mình như sau này. Cánh tiếp giáp nhau, khi đi không xây lại, mỗi con cứ đi thẳng tới. Còn như hình mặt nó, thì bốn con đều có mặt người, bốn con đều có mặt sư tử ở bên hữu, bốn con đều có mặt bò ở bên tả, và bốn con đều có mặt chim ưng. Những mặt và cánh phân rẽ ra bởi trên cao. Mỗi con có hai cánh giáp với nhau và có hai cánh che thân mình. Mỗi con đi thẳng tới. Thần khiến đi đâu thì đi đó, không xây mình lại trong khi đi. Hình trạng của những vật sống ấy giống như hình trạng than đỏ và đuốc lửa.
lửa lên xuống giữa các vật sống ấy. Lửa nhoáng sáng và có chớp từ nó phát ra. Các vật sống ấy chạy đi và trở lại như hình trạng chớp nhoáng. Vả, đang khi ta ngắm xem các vật sống ấy, này, trên đất có một cái bánh xe ở kề bên các vật sống ấy. Mỗi một trong bốn mặt đều có một bánh xe. Hình và kiểu những bánh xe ấy giống như bích ngọc. Hết thảy bốn bánh đều giống nhau. Hình và kiểu như là bánh xe trong bánh xe. Khi đi tới thì đều đi bốn phía mình. Khi đi không phải xây lại. Vòng bánh xe cao và dễ sợ. Và vòng bánh xe của bốn con đều đầy những mắt. Khi các vật sống đi, các bánh xe cũng đi kề bên. Các vật sống bị cất lên khỏi đất, các bánh xe cũng bị cất lên như vậy. Thần muốn đi đâu thì các vật sống đi đó. Thần đi đó thì các bánh xe cũng bị cất lên kề bên các vật sống, vì thần của vật sống đó ở trong các bánh xe. Khi các vật sống đi, chúng nó cũng đi. Dừng, chúng nó cũng dừng. Và khi các vật sống bị cất lên khỏi đất, thì các bánh xe cũng bị cất lên kề bên, vì thần của vật sống ở trong các bánh xe. Ở trên đầu vật sống, thấy một vòng khung, giống như thủy tinh dễ sợ, giải ra trên đầu chúng nó. Dưới vòng khung đó, các cánh nó xòe thẳng ra, cái này đối với cái kia. Các vật ấy, mỗi con có hai cánh che thân thể mình, ở bên này và bên kia. Khi đi tới, ta nghe tiếng của những cánh chúng nó như nước lớn ầm ầm, như tiếng của đấng toàn năng, tiếng om sòm như tiếng một đạo binh vậy. Khi dừng lại thì sủ cánh xuống. Lúc chúng nó dừng lại và sủ cánh xuống thì từ nơi vòng khung trên đầu có tiếng vang ra. Bên trên vòng khung giải trên đầu các vật sống có hình như cái ngai, trạng nó như là bích ngọc. Trên hình ngai ấy có hình như người ở trên nó. Trong ngai và mọi nơi chung quanh, ta cũng thấy như đồng bóng nhoáng, giống lửa. Từ trạng ngang lưng người ấy trở lên và từ trạng ngang lưng trở xuống, ta thấy như lửa sáng hừng chung quanh. Ánh sáng thấy chung quanh đó giống như ánh sáng của cái móng trong mây khi đang mưa. Ấy là tỏ ra hình trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va. Ta thấy thì sắp mặt xuống và nghe tiếng của một đấng phán cùng ta. Chương 2. Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, chân ngươi hãy đứng, ta sẽ phán cùng ngươi. Ngài vừa phán cùng ta như vậy thì thần vào trong ta, làm cho chân ta đứng lên, và ta nghe đấng đã phán cùng ta. Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, ta sai ngươi đến cùng con cái Israel, đến các dân bạn nghịch nổi loạn nghịch cùng ta. Chúng nó và tổ phụ mình đã phạm phép nghịch cùng ta cho đến chín ngày nay. Ấy là con cái dày mặt cứng lòng. Ta sai ngươi đến cùng chúng nó. Khá nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va có phán như vậy. Còn như chúng nó, hoặc nghe ngươi, hoặc chẳng khứng nghe, vì là nhà loạn nghịch. Ít nữa, chúng nó cũng biết rằng ở giữa mình có một đấng tiên tri. Nhưng hỡi con người, ngươi chớ sợ chúng nó và chớ sợ lời chúng nó. Dầu gai gốc ở với ngươi và ngươi ở giữa bọ cạp mặc lòng. Phải, dầu chúng nó là nhà loạn nghịch, ngươi cũng đừng sợ lời chúng nó và đừng kinh hãi mặt chúng nó. Vậy, ngươi khá đem lời ta nói cùng chúng nó, dầu nghe, dầu chẳng khứng nghe, vì chúng nó rất là loạn nghịch. Nhưng hỡi con người, hãy nghe điều ta phán cùng ngươi. Chớ loạn nghịch như nhà nổi loạn ấy, hãy mở miệng, ăn lấy vật ta ban cho.
ta bèn xem, này, có một cái tay giơ đến ta, cầm một bản sách cuốn. Bản ấy dở ra trước mặt ta, có chữ đã chép cả trong và ngoài. Ấy là những lời ca thương, than thở, khốn nạn đã chép vào đó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.